em xin chào quý vị nha. Hôm nay em bón cây số tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Số kiên thiết Quảng Ngãi. Số 34 36 23 14 28 27 97 58 43 71 73 07 09 50 80 71 99 25 56 41 nha quý vị, 41 79 60 62 05 quá đó, 18 45 64 16 có số nào lấy đi không mấy đầu đài đất nông, đài đất nông có 100 tờ, sắp 20 tờ. Đó, 15 06 98 61 33 đó, 16 Quảng Ngãi ngày 1 tháng 4 năm 2023 thứ bảy. Đó anh trúng số đặc biệt một lần rồi nha quý vị. Mà anh kiếm số anh mua mà không có. Anh đó là anh Tây Nhân Mực. Anh nhờ anh ngay gần mình thôi. Anh ngay chỗ góc do anh nha quý vị. Trúng số đặc biệt một lần rồi. Bảy chín sáu hai không năm mười tám bốn năm sáu tư anh coi số nào mà anh ý anh mới mua đó. Còn số mày này là số ngày mai như quý vị em chân luôn rồi nhiều người ông ta kiếm số mà không có thì ta mua luôn của ngày mai luôn cũng được đó. Miễn là số ta thích thôi. Nhiều khi thấy số mà đêm ngủ thấy số mà không ra cái ngày hôm nay hả? Ví dụ như ngày 1 tháng 4 không ra thì ngày 2 tháng 4 có khi nó cũng ra nên nhiều người tao còn mua như vậy. Nhưng mình chân sẵn chân nhau luôn. Thứ hai nó đẹp, nhìn như số nó nhiều. Và thứ có gì đó là tao nghĩ tao mua luôn. Bữa sau khó mua lỡ đi tàu đi máy bay sẵn rồi mua không được nên mua trước luôn cũng được. Rồi đây là cái số tài khoản ngân hàng nha anh chị. Adibank này 451 220 527 322 26 đó 0968634712 Viên Ngọc Tài ở Zalo. Các bạn thì số điện thoại nha quý vị, có gì anh chị Zalo các bạn cho em, điện cho em rồi em sẽ chụp hình gửi số cho quý vị. Quý vị có nhiệm vụ bán tài khoản cho em nha anh chị. Rồi video đến đây em cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã vô máy bộ ủng hộ kênh bán số online của em. Xin chào quý vị những cái video sau.